Xin chào các bạn. Video hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách chép nhạc từ bên ngoài vào đầu karaoke Play One. Để chép được nhạc từ bên ngoài vào đầu karaoke, các bạn cần có file random. Để tải file random, các bạn làm như sau. Chúng ta truy cập vào trình duyệt. Chúng ta nhập đường dẫn hanet.com gạch download. Gạch random. Chấm ra. Các bạn tải về. File random này dung lượng của nó khoảng gần 3 GB. Đây, chúng ta sẽ tải về máy tính. Sau khi tải về thì các bạn giải nén ra và copy vào USB. Ở đây thì mình có chuẩn bị một size file sẵn, mình đã tải về rồi, giải nén ra rồi và mình đã copy vào USB đây. Sau khi tải được file random, giải nén xong và copy vào USB, các bạn cần có một bài hát để thêm vào đầu. Cái bài hát này thì các bạn có thể tải trên YouTube hay là các cái nguồn, đây phụ thuộc vào các bạn. Ở đây thì mình đã tải trên YouTube một bài. Mình đã tải trên YouTube một bài. Mình tải bài Cào Cào Lá Tre của Phan Đình Tùng. Sau khi các bạn tải về, các bạn tiến hành đổi tên bài hát theo cấu trúc mặc định của công ty. Các bạn đổi như sau. Tên bài hát là Cào Cào Lá Tre. Gạch dưới tên ca sĩ. Gạch dưới tên thể loại. Thì cái thể loại này là do bên phía công ty mình quy định. Cái này các bạn có thể gọi lên số điện thoại 1900 9060 để tham khảo thêm. Ở đây nhạc trẻ bên mình có mã số là 11. Nhạc 11. Sau khi đổi tên xong thì chúng ta copy vào USB. Chúng ta có thể tạo một cái folder để copy bài hát vào cho dễ nhận diện. Ở đây mình đặt là bài hát ngoài đi chẳng hạn. Mình sẽ paste vào đây. Sau khi các bạn có được file random, có được bài hát ngoài, giờ chúng ta sẽ tiến hành nhập vào bài hát. Sau khi các bạn đã copy được file random, bài hát ngoài vào USB, chúng ta cắm vào đầu. Sau đấy chúng ta dùng điều khiển, chúng ta di chuyển xuống, chúng ta chọn mục quản lý ứng dụng. Chúng ta chọn file Explorer. Chúng ta mở ra. Chúng ta di chuyển xuống chọn USB. Chọn USB Disk 2. Chúng ta mở USB ra. File bài hát ngoài chúng ta đã copy vào. File random chúng ta đã copy vào. Bây giờ các bạn sẽ tiến hành copy file random từ USB và paste vào trong ổ cứng. Để copy chúng ta làm như sau. Chúng ta ấn phím menu trên remote. Chúng ta chọn copy. Sau đấy chúng ta di chuyển sang, chúng ta chọn USB. Chúng ta chọn USB disk 1. Chúng ta mở 0030 ra. Chúng ta sẽ paste vào thư mục này. Để paste vào thư mục này, các bạn làm như sau. Chúng ta ấn phím menu và chọn paste. Khi paste vào thư mục ổ cứng, các bạn lưu ý đối với những bộ dữ liệu mới thì file random bên mình đã copy sẵn vào rồi, cho nên các bạn sẽ không cần phải copy vào nữa nếu như có rồi. Còn trường hợp những ổ cứng cũ chưa có file random thì các bạn thao tác
copy và paste vào. Ở đây thì mình trong ổ cứng của mình có rồi, mình không cần paste nữa. Và bây giờ thao tác của mình chỉ là nhập thêm bài hát, các bạn trở ra màn hình nhập thêm bài hát. Để nhập thêm bài hát ngoài, các bạn làm như sau. Chúng ta vào phần cài đặt, chúng ta di chuyển xuống, chúng ta chọn nhập thêm bài hát, các bạn chọn bài hát ngoài, chúng ta chọn USB, mở USB ra, chúng ta di chuyển xuống folder, chúng ta đã để bài hát ngoài cần nhập vào đầu, thì mình để trong mục bài hát ngoài, mình chỉ việc chọn folder bài hát ngoài. Sau đây các bạn di chuyển xuống, các bạn chọn bài hát của chúng ta đang tự động sao chép vào đầu, các bạn đợi. Trên màn hình thông báo nhập thành công một file, các bạn đã thêm thành công bài hát Cào Cào Lá Tre vào đầu. Để chúng ta có thể quay ra để kiểm tra bài hát vừa thêm vào. Các bạn kiểm tra Cào Cào Lá Tre. Đây, bài hát mình vừa thêm vào đây. Các bạn mở. Mình vừa hướng dẫn các bạn cách thêm bài hát từ ngoài vào box Play One. Chúc các bạn thành công.